Trần Tiểu Vy trở thành hoa hậu may mắn nhất lịch sử Việt Nam, và đây là lý do. Những ngày đầu tiên lên ngôi hoa hậu luôn là chuỗi ngày khó khăn nhất đối với mọi bóng hồng. Thật vậy, điểm lại những cái tên như Ngọc Hân, Kỳ Duyên, Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương hay thậm chí là Mai Phương Thúy, người ta sẽ hiểu rõ điều này hơn cả. Nếu không phải vật lộn với những gièm pha nhan sắc, những bình luận trái chiều, thì những nàng hoa hậu cũng phải đau đầu với những hạt sạn bị mòi mốc trong quá khứ. Từ những tấm hình mọc mọc xấu xí, cho tới những câu chuyện xa xưa, thậm chí là cả những scandal ồn ào như bị đánh ghen hay bắt cóc. Tất cả chúng đều là những trải nghiệm khó quên đối với nhiều hoa hậu. Nếu may mắn hơn, không phải trải qua những điều kinh khủng đó, thì họ cũng phải làm quen với sức ép mới, phải học cách thu mình lại và từng bước đi lên trong showbiz một cách rụt rè. Những bộ ảnh kín đáo, những chuyến từ thiện được sắp xếp sẽ là lựa chọn của hầu hết người đẹp lên ngôi hoa hậu. Bởi dù có hơi nhàn nhạt, đó vẫn là sự lựa chọn đầy an toàn đối với họ. Nhưng Tiểu Vy lại là một ngoại lệ hiếm hoi. Nói cô có một khởi đầu như mơ trên cương vị hoa hậu không hề quá lời. Khi mà sự kiện lớn đầu tiên Hoa hậu Việt Nam 2018 tham dự là một sự kiện quá tầm đối với rất nhiều ngôi sao lão làng trong showbiz. Đại diện cho hãng xe hơi đầu tiên của Việt Nam, VinFast, tham dự triển lãm ô tô tại Paris. Lần đầu xuất ngoại để đời của Tiểu Vy đã mang lại cho cô quá nhiều thứ. Từ cơ hội hợp tác chung với một thương hiệu lớn như VinFast, cho tới việc được sánh vai cùng những siêu sao quốc tế như David Beckham. Chưa hết, lần xuất ngoại bằng vàng này còn là đòn bẩy đưa tên tuổi của Tiểu Vy bật lên một tầm cao mới nhanh tới ngỡ ngàng. Chỉ qua những tấm hình chụp chung với David Beckham cũng đủ khiến hàng triệu khán giả trên thế giới biết cô là Hoa hậu Việt Nam. Còn ngay ở tại quê nhà, việc xuất hiện rạng rỡ cạnh những chiếc xe mang thương hiệu Việt đầu tiên cũng khiến Tiểu Vy nhận được sự quan tâm cực lớn từ rất nhiều người. Không chỉ là những người mê ô tô đang chăm chú theo dõi những chiếc xe VinFast, sự kiện chiếc xe đầu tiên của người Việt ra mắt tại một triển lãm ô tô danh tiếng cũng thu hút sự chú ý của hàng triệu người Việt Nam. Không còn là một lần giới thiệu sản phẩm đơn thuần, Tiểu Vy quá may mắn khi được trở thành một phần trong niềm tự hào mang tên người Việt, mang những chiếc xe ô tô Việt Nam ra thế giới. Vận may luôn đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với thành công của mỗi con người. Nhưng có lẽ, khởi đầu như mơ của Tiểu Vy không hoàn toàn nhờ may mắn. Vì thương hiệu xe ô tô đầu tiên của Việt Nam chọn lựa Tiểu Vy chứ không phải một siêu sao tên tuổi hơn, không phải là chuyện tình cờ. Một khuôn mặt còn rất trẻ, rất mới, VinFast cũng đã gửi gắm trong đó rất nhiều mong đợi. Không chỉ bởi Tiểu Vy là hoa hậu Việt Nam, mà còn vì cô là đại diện xứng đáng nhất cho những người trẻ và những điều mới mẻ. Hoa hậu Trần Tiểu Vy nói tiếng Anh dở tệ khi giao lưu cùng siêu sao thế giới khiến ai cũng ngỡ ngàng. Vinh dự được xuất hiện tại lễ ra mắt ô tô VinFast trong khuôn khổ Paris Motor Show 2018, nhưng Hoa hậu Trần Tiểu Vy lại làm khán giả khá thất vọng bởi khả năng ngoại ngữ. Dù được khán giả khen ngợi rất nhiều về mặt hình ảnh cho sự kiện quốc tế đầu tiên của tân Hoa hậu, nhưng Trần Tiểu Vy lại tỏ ra khá lúng túng, đặc biệt là màn giao lưu với cựu danh thủ David Beckham. Là cái tên khá mới mẻ trong dàn người đẹp Hoa hậu, Á hậu hiện nay, nên với lần chào sân đầu tiên ở quốc tế là dấu mốc khá quan trọng đối với cô. Điều này thể hiện sự chỉnh chu, phong thái làm việc chuyên nghiệp, nhất là khi xuất hiện với tư cách là đại diện của Việt Nam. Nếu khả năng ngôn ngữ là rào cản, khiến phần giao lưu bị ngắn cũn cỡn, thì tiếp đến là màn nêu quan điểm của Hoa hậu cũng không khá hơn bao nhiêu. Những lời phát biểu của Hoa hậu vẫn còn thiếu tự tin, thiếu chiều sâu. Điều này làm khán giả Việt đánh giá Hoa hậu Việt Nam 2018 chưa có sự chuẩn bị kỹ càng. Xuất hiện cùng cựu danh thủ David Beckham, Trần Tiểu Vy rạng rỡ với tà áo dài truyền thống. Nhưng màn giao lưu được khán giả trông đợi nhất lại bị Trần Tiểu Vy trôi qua một cách nhạt nhẽo. Có thể nói đây là một sự may mắn, cũng như niềm ao ước của rất nhiều ngôi sao Việt khi sánh bước cùng cầu thủ nổi tiếng này. Sau màn chào sân trong nhiệm kỳ Hoa hậu của Tiểu Vy, khán giả vô cùng quan ngại khi liệu với vướng ngoại ngữ ít ỏi, cũng như kỹ năng ứng xử còn khá kém của tân Hoa hậu, thì liệu có cơ hội nào cho đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss World diễn ra vào cuối tháng 12 năm nay? Dường như sau nhiều lần thất bại của dàn mỹ nhân Việt tại quốc tế, thiết nghĩ Tiểu Vy nên trau dồi ngoại ngữ thật tốt nếu không muốn nhận trái đắng như trước đây. Tấp những nàng Á hậu nổi bật ở Việt Nam trong những năm gần đây. Ở các cuộc thi nhan sắc, Hoa hậu luôn là cái tên được chú ý nhiều nhất sau đêm đăng quang. Á hậu 1 là người để lại nhiều tiếc nuối cho công chúng khi vụt mất cơ hội vào phút chót.
Sự so sánh giữa Hoa hậu và Á hậu 1 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía công chúng. Trong khi đó, Á hậu 2 có phần mờ nhạt hơn về hiệu ứng sau mỗi đêm chung kết. Dù vậy, nhìn lại lịch sử của các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam, những cô gái đạt được danh hiệu Á hậu 2 đều sở hữu sắc vóc vô cùng nổi bật, không kém cạnh các nàng Hoa hậu và Á hậu 1. Cùng điểm lại những nàng Á hậu 2 nổi bật trong những năm gần đây nhé! Mâu Thủy, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Mâu Thủy là một trong những thí sinh được chú ý nhiều nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017, với danh hiệu quán quân Việt Nam Next Step Model 2013 cùng quá trình hoạt động trong làng mẫu trước đó. Mâu Thủy được công chúng yêu mến và kỳ vọng sẽ giành chiến thắng tại cuộc thi nhan sắc hấp dẫn này, đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe Hoa hậu Hoàng vũ 2018. Tuy nhiên, may mắn chưa thực sự mỉm cười với Mâu Thủy trong đêm chung kết. Cô dừng chân ở vị trí Á hậu 2 chung cuộc. Người đạt được danh hiệu Á hậu 1 là Hoàng Thùy, quán quân Việt Nam Next Top Model 2011. Còn Hờ Hen Ye là cô gái đàng hoàng ngôi vị cao nhất. Xét về nhan sắc, Mâu Thủy có gương mặt xinh đẹp, có phần nhỉnh hơn hai đối thủ khác trong top 3. Cô cũng có chiều cao và thể hình khá tốt. Dẫu vậy, so với một Hoàng Thùy đầy bản lĩnh, có khả năng làm chủ sân khấu và ứng xử tốt, một Hờ Hen Ye chân thành và mang vẻ đẹp khỏe khoắn, hiện đại, Mâu Thủy đành ngậm ngùi xếp vị trí Á hậu 2 chung cuộc. Thùy Dung, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016. Có thể nói top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016 khá tương đồng về mặt sắc vóc cũng như tri thức. Nếu như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch, Á hậu 1 Thành Tú nổi trội về chiều cao, sở hữu nhan sắc dịu dàng, thì Á hậu 2 Thùy Dung là cô gái có gương mặt sắc sảo nhất trong top 3. Không chỉ đẹp về ngoại hình, Thùy Dung còn được đánh giá cao bởi nền tảng tri thức tốt. Vào năm 2017, Thùy Dung được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc lớn thứ 3 thế giới là Miss International Hoa hậu Quốc tế 2017. Với nhan sắc và tri thức tốt cùng khả năng nói tiếng Anh lưu loát, Thùy Dung được kỳ vọng sẽ giúp cho Việt Nam giành được thành tích cao. Tuy nhiên, ở chặng thi cuối, Thùy Dung không may mắc bệnh thủy đậu. Nguyên nhân là do ở cùng phòng với đại diện Thái Lan, cô gái bị bệnh thủy đậu ngay từ khi cuộc thi bắt đầu. Kết quả, Thùy Dung không có tên trong top 15 chung cuộc và để lại nhiều tiếc nuối trong công chúng. Đặng Thanh Ngân, Á hậu 2 Hoa hậu Đại Dương 2017. Có thể nói Hoa hậu Đại Dương 2017 là cuộc thi nhan sắc ồn ào nhất trong năm vừa qua. Sau khi khép lại đêm chung kết, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh bị chê kém sắc và gây bão dư luận về phát ngôn từng phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Á hậu 1 Diệu Thùy được khen ngợi có nhan sắc ưa nhìn hơn. Diệu Thùy sau đó được lựa chọn làm đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Nữ hoàng du lịch quốc tế 2017. So với Ngân Anh và Diệu Thùy, Á hậu 2 Đặng Thanh Ngân có phần mờ nhạt hơn. Người đẹp sinh năm 1999 đến từ Sóc Trăng này, hiện tại đang là sinh viên ngành sinh học tại Đại học Cần Thơ. Trước khi giành danh hiệu Á hậu 2, Hoa hậu Đại Dương 2017, Đặng Thanh Ngân từng đạt danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Hoa khôi học sinh sinh viên thanh lịch Cần Thơ. Lệ Hằng, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015. Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015 là một mùa thi vô cùng rộn ràng với sự xuất hiện của hàng loạt gương mặt nổi bật. Trong top 3 chung cuộc, Phạm Hương với bản lĩnh và sắc đẹp của mình đã giành được ngôi vị Hoa hậu. Á hậu 1 thuộc về Ngô Trà My, cô gái có chiều cao tốt nhất của cuộc thi cùng vẻ đẹp dịu dàng. Còn ngôi vị Á hậu 2 thuộc về Lệ Hằng. So về thể hình, khả năng ứng xử, Lệ Hằng không phải là lựa chọn hàng đầu của cuộc thi, nhưng xét về gương mặt, Lệ Hằng chinh phục được công chúng bởi vẻ đẹp rực rỡ của mình. Năm 2016, Lệ Hằng còn được lựa chọn đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe Hoa hậu Hoàng vũ tổ chức tại đất nước Philippines. Song ở một cuộc thi tầm cỡ, quy tụ những gương mặt xinh đẹp hàng đầu mỗi quốc gia, Lệ Hằng khó lòng tạo được dấu ấn. Kết quả, cô ra về tay trắng. Diễm Trang, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014. Năm 2014, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam gây ồn ào khi lựa chọn Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang. Nhan sắc của Kỳ Duyên và Á hậu 1 Huyền My bị mang ra so sánh. Vì lẽ đó, Á hậu 2 Diễm Trang cũng ít được nhắc đến. Song Diễm Trang không phải là một thí sinh nhạt nhòa của mùa thi năm đó. Không sở hữu chiều cao nổi trội cùng hình thể quyến rũ, nhưng bù lại, Diễm Trang sở hữu gương mặt xinh đẹp nhất cuộc thi. Bằng chứng là cô đã được trao giải thí sinh có gương mặt đẹp nhất. Ngoài ra, Diễm Trang cũng gây được ấn tượng khi là cô gái có nền tảng tri thức tốt, ứng xử lưu loát. Hiện tại, Diễm Trang đã có một gia đình hạnh phúc,
cô đang theo đuổi công việc MC và được công chúng yêu mến.